Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội đến thăm tặng quà tại Trà Vinh nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023. Trà Vinh sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phát động phong trào thi đua Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Với nhiều giải pháp tích cực đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước tưới từ công trình hệ thống kênh dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp, vụ lúa đông xuân năm nay Trà Cú đã vượt qua hạn mặn, lúa được mùa trúng giá, nông dân rất phấn khởi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, chiều hôm qua ngày 4 tháng 4, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà, Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà tại Trà Vinh nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây năm 2023. Cùng tham gia dưới đoàn có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã đến thăm tặng quà Hội đoàn kết sở yêu nước tỉnh Trà Vinh tại chùa Cầm Bông, phường 1, thành phố Trà Vinh. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thạch Sốt San, Chủ tịch Hội đoàn kết sở yêu nước tỉnh và Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sở yêu nước tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà, Nie Kadam đã thay mặt đoàn chúc các vị Hòa thượng Thượng tọa Sư Sãi cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây an lành, vui tươi và đầm ấm. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách toàn diện phù hợp với tiềm lực của đất nước trong từng giai đoạn để phát triển vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng. Riêng đối với tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đánh giá cao những chuyển biến tích cực của tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là sự phát triển rõ nét trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Để vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị tỉnh cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là trong các chức sắc và tín đồ các tôn giáo, để từ đó xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong đồng bào dân tộc. Dịp này, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đã thăm hỏi tặng quà 30 người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tại đây, ông Y Viên To, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã thay mặt đoàn gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây đến người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra. Qua đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Chiều nay ngày 5 tháng 4, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phát động phong trào thi đua Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 6 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Riêng huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đã đạt 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Tỉnh đã trình Trung ương quyết định công nhận, đang chờ Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiếu và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Về cấp xã, toàn tỉnh có 82 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ gần 96,5%. Trong này có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện có 3 xã xây dựng nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành tất cả các tiêu chí, được thẩm định xong và đang thực hiện việc lấy ý kiến của các sở ngành, dự kiến trong tháng 4 này sẽ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận. Song song đó, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 632 ấp đạt chuẩn văn hóa và ấp nông thôn mới, đạt 98,6%, tăng 24 ấp so với cuối năm 2021. Trong này có 55 ấp nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 47 ấp so với cuối năm 2021. Đồng thời có gần 219.700 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt 95,6% và tăng trên 6.300 hộ so với cuối năm 2021.
phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Giang Hẳn, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh, nhấn mạnh dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành các cấp, cùng sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong các năm qua và năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được tiền đề tích cực toàn diện cho phong trào xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới trước năm 2025, từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm gì để năm 2023 Trà Vinh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mỗi đơn vị cấp huyện phấn đấu có một xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì trong thời gian tới, là thay mặt ban chỉ đạo tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, các ngành và địa phương cần nghiêm túc đánh giá thực chất kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2022, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành để thấy được những ưu điểm, khuyết điểm ở từng lĩnh vực, qua đó khắc phục những khuyết điểm yếu kém, đặc biệt là công tác lãnh đạo điều hành cũng như tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023 phải thật sự quyết liệt. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhiều hơn nữa, chú ý công tác tuyên truyền phải gắn với các mô hình điển hình thực tế. Cấp xã cần có quy định cụ thể bắt buộc để thực hiện đối với cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời gắn với phê bình một cách nghiêm minh. Thứ ba, ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, phải đánh giá thật chính xác các tiêu chí theo quy định, rồi xác định tiêu chí nào cần thực hiện trước, tập trung chỉ đạo để hoàn thành, nhất là huyện Trà Cú phải hoàn thành 100% số xã theo quy định của bộ tiêu chí mới và các tiêu chí huyện nông thôn mới còn lại một cách sớm nhất. Tương tự, huyện Cầu Kè cũng phải đáp ứng các tiêu chí để trình Trung ương thẩm định trong tháng 11 năm 2023. Các huyện xã còn lại chỉ đạo nâng chất các tiêu chí phải đạt theo quy định của bộ tiêu chí giai đoạn mới. Thứ tư, các địa phương phải lồng ghép thật tốt các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để phục vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch lộ trình hoàn thành từng tiêu chí cụ thể, phải lựa chọn các công trình thật sự cần thiết, bức xúc để đầu tư trước trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả, tác động tích cực trực tiếp đến chất lượng và sản xuất của đời sống người dân ở nông thôn. Thứ năm, cần tập trung chỉ đạo các tiêu chí liên quan đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, về tiêu chí về môi trường, trong đó chú trọng tổ chức lại sản xuất, vận động các hộ dân tham gia xây dựng các tổ hợp tác theo Nghị định 77, hợp tác xã kiểu mới, liên kết theo chuỗi giá trị đầu ra cho sản phẩm, tham gia chương trình OCOP, yêu cầu các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có một hợp tác xã hoạt động thật sự hiệu quả và có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt chuẩn. Thứ sáu, các sở ngành tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn cụ thể các xã đánh giá tiêu chí do ngành phụ trách để xác định mức độ đạt cụ thể, không để xảy ra trường hợp là đánh giá chưa sát tình hình thực chất, các xã còn non các tiêu chí. Tại hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất, thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng trưởng thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo hướng liên kết sản xuất, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông thủy sản và thực phẩm theo hướng chất lượng an toàn, tăng cường công tác khuyến nông, thông tin thị trường, liên kết sản xuất cho nông dân. Thứ hai, thi đua huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ, chú trọng vận động nhân dân huy động mọi nguồn lực xã hội từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư xây dựng cho nông thôn mới.
Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, vân vân, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các công trình thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo tính đồng bộ, làm tốt việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thứ tư, thi đua xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Cũng tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Giang Hãn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3 tháng 4, Thị ủy Duyên Hải tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quý 1 xây dựng chương trình công tác quý 2 năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh. Trong quý 1, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 2.336 tỷ đồng, đạt 25% nghị quyết, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ và du lịch được 920 tỷ đồng, đạt 29% nghị quyết, tăng 24,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản được 380 tỷ đồng, đạt 14% nghị quyết, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 179 tỷ đồng, chi ngân sách 71 tỷ đồng, phát triển mới được 15 doanh nghiệp. Hiện có 247 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Trong quý có trên 62.400 lượt khách đến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại khu du lịch biển Ba Động. Tổng doanh thu là 6,3 tỷ đồng. Đăng ký 11 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2023. Đến nay, thị xã Duyên Hải có 14 sản phẩm OCOP được công nhận, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt hiệu quả tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết trong quý 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Trong quý 2, đồng chí Đặng Quốc Khởi yêu cầu Đảng bộ thị xã tiếp tục rà soát, khắc phục hạn chế, khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết năm 2023. Tập trung phát triển kinh tế biển, tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và nổi bật cho địa phương. Khảo sát rà soát lại các vùng sản xuất để lựa chọn thứ tự ưu tiên cấp vốn đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và các tiêu chí đô thị loại 4, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị. Đối với công tác xây dựng đảng, cần bám sát quy chế làm việc trong quá trình lãnh đạo điều hành, quan tâm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó chú trọng công tác giám sát, thanh tra và tự kiểm tra nội bộ. Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2023, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà các cơ sở công giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm nhà thờ Mặt Bắc, thị trấn Cầu Quan, huyện Thiếu Cần, nhà thờ Phước Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành và nhà thờ Bãi Sang, xã Đại Phước, huyện Càng Long. Tại mỗi nơi đến, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống tinh thần và chúc các vị linh mục tu sĩ cùng đồng bào công giáo luôn mạnh khỏe, đón lễ Phục sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào công giáo thời gian qua và mong muốn các vị chức sắc, đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an Trà Vinh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, sống tốt đời đẹp đạo, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Sáng nay ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của ngành. Ông Trịnh Minh Tự, tỉnh ủy viên, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm của ngành, tính từ đầu tháng 10 năm 2022 đến cuối tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh đã giải quyết xét xử được trên 2.660 vụ, trong tổng số trên 5.500 vụ phải thụ lý giải quyết, đạt tỷ lệ trên 48,6%. Nếu so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022, số vụ thụ lý tăng gần 190 vụ, số vụ giải quyết giảm 97 vụ. Trong này, số vụ phải thụ lý nhiều nhất là án dân sự, với trên 4.000 vụ, đã xét xử giải quyết được 1.270 vụ. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022, số vụ án dân sự thụ lý tăng 352 vụ, số vụ đã giải quyết tăng gần 120 vụ. Mặt khác, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh có 105 vụ án tạm đình chỉ, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2022.
Đồng thời, trong tổng số 2.100 vụ việc chuyển sang hòa giải đối thoại theo luật hòa giải đối thoại tại tòa án, có trên 1.100 vụ việc hòa giải đối thoại thành, đạt tỷ lệ gần 53,2%. Bên cạnh đó, tòa án hai cấp đã tổ chức được 45 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 20 phiên so với cùng kỳ của năm trước và đã triển khai tổ chức được 44 phiên tòa trực tuyến. Ngoài ra, đã công bố trên 1.700 bản án quyết định thuộc trường hợp phải công khai trên cổng thông tin điện tử tòa án để người dân dễ dàng tiếp cận công lý, cũng như thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của tòa án. Chỉ đạo về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Trịnh Minh Tự, tỉnh ủy viên, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp tập trung chỉ đạo giải quyết án lâu năm. Song song đó, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết liên quan đến ngành như chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc. Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ông Trịnh Minh Tự cũng đề nghị tòa án hai cấp cần tăng cường tổ chức phiên tòa trực tuyến, có giải pháp phù hợp để nâng tỷ lệ hòa giải đối thoại và nâng cao chất lượng của đội ngũ hòa giải viên. Cùng với đó, cần phấn đấu giảm thấp nhất tỷ lệ án bị quỷ sửa do lỗi sai sót của thẩm phán và quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Ngày 4 tháng 4, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh và Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Hàng không tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác tuyển sinh các chương trình đào tạo chuyên ngành hàng không. Đây là trường cao đẳng đầu tiên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác đào tạo lĩnh vực này. Nội dung ký kết hợp đồng ủy thác tuyển sinh giữa hai đơn vị gồm đối với Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh chịu trách nhiệm về việc tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Hàng không chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất và các thiết bị đào tạo đầy đủ, thích nghi cho mỗi ngành nghề mà trung tâm đang thực hiện. Đồng thời có trách nhiệm về các chương trình học đạt chuẩn, hướng dẫn cho các học viên phương pháp học tập đạt được hiệu quả tốt nhất, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các học viên sau khi tốt nghiệp và sẽ được ưu tiên tuyển dụng 100%. Thông qua buổi ký kết nhằm tạo ra mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ, bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp, tin cậy lẫn nhau, là địa chỉ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động đáng tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau trong phạm vi cho phép, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu mục tiêu phát triển của đôi bên. Cũng nhân lễ ký kết, Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Hàng không đã trao 20 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho 20 thí sinh đăng ký đầu tiên vào học tại Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Hàng không, trong đó ưu tiên cho thí sinh là Bộ đội và Công an đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp tích cực đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước tưới từ công trình hệ thống kênh dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dù lúa đông xuân năm nay, Trà Cú đã vượt qua hạn mặn, lúa được mùa trúng giá, nông dân rất phấn khởi. Nhờ lúa được mùa trúng giá nên nhiều nông dân xã Phước Hưng thu lợi nhuận khá cao trong vụ đông xuân năm nay. Gia đình bà Lâm Thị Bách Thảo ngụ ấp chợ gieo xạ 22 công với hai giống lúa là Hạt Tròn 02 và Đại Thơm. Đây là những giống lúa mới được bà và một số hộ dân xung quanh lựa chọn để gieo xạ. Chỉ tay về ruộng lúa triệu hạt chuẩn bị thu hoạch, bà Thảo cho biết vụ này lúa phát triển tốt, không bị chuột phá nên năng suất ước đạt hơn 8 tấn một hecta. Lúa được thương lái thu mua với giá ổn định sau khi trừ mọi chi phí tưới tiêu, phân bón, công lao động. Gia đình bà thu lãi từ 2,5 đến 3 triệu đồng một công. Mấy năm về trước lúa cái sản lượng lúa chính của nông dân là mùa vụ đông xuân, mà thường thường mà vụ đông xuân thì bị nước mặn hay xâm nhập vào thì cái vụ thất thoát của nông dân rất là lớn. Thành ra từ đó mà nhà nước thấy đã chủ động được nước và đã làm những cái kênh cống này kia cho đàng hoàng. Thì từ ngày có những kênh cống như thế này thì nông dân đã phát huy và năng lực của họ đã được trả, đó là lúa trúng. Tại ấp chợ trên xã Phước Hưng, ông Nguyễn Văn Đắng cũng vừa thu hoạch xong 9 công lúa OM18 và đang chờ thương lái đến cân số lúa còn lại của gia đình. Ông Đắng cho biết, năm nay người dân ở đây không lo mặn, đến giờ nước trên kênh vẫn còn rất nhiều. Lúa vụ đông xuân năm nay trúng hơn các vụ trước, do người nhà lấy công làm lời nên sau khi trừ mọi chi phí, với diện tích 17 công lúa, gia đình ông Đắng sẽ thu lãi hơn 60 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các vụ trước. Có cửa cống nhà nước là bây giờ là đê bao khép kín thì nước là chủ động, nước là không có xâm nhập mặn vào nội đồng thì thông báo hàng ngày. Thì cho nên dân chủ động được thì lúa năm nay là bà con toàn ấp luôn làm là đạt theo hiệu quả là mong muốn của mỗi người dân. Thì lúa năm nay là năng suất là rất cao, là từ 8 tấn trở lên. Thì nguyên gia đình thì làm được 17 công, thì cái giống là UM18
Thì năm nay là đạt là khoảng 8 tấn thì thu hoạch được phân nửa, còn phân nửa là chưa thu hoạch. Là cái điều tiết nước là lúc nào cũng đầy đủ mặt kinh để cho máy bơm là thuận tiện. Năm nay nhờ chủ động thời gian xuống giống vụ lúa đông xuân nên đến thời điểm này lúa đông xuân trên địa bàn xã Phước Hưng gần như đã an toàn với hạn mặn. Nhờ chủ động trong việc dự trữ nguồn nước nên nước ngọt trên các kênh rạch nội đồng trong vùng hiện vẫn còn khá dồi dào. Nông dân hiện thu hoạch gần xong diện tích lúa đông xuân, các diện tích lúa chưa thu hoạch cũng đang trong giai đoạn chín rộ. Giá lúa tươi thương lái thu mua hiện nay từ 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Ngay từ đầu vụ, theo cái kế hoạch của tỉnh cũng như của huyện, thì Ủy ban dân xã chỉ đạo các ấp cũng như là bà con nông dân là thông báo tình hình lịch xuống giống, chủ động trong vấn đề hạn mặn trong đầu vụ đông xuân năm 2022-23. Thì nói chung bà con nông dân cũng tích cực hưởng ứng theo lịch thời vụ của nhà nước. Và một cái nữa là ủy ban cũng phối hợp với thủy nông để thông báo cái vấn đề về lịch vận hành cống cũng như là cái độ mặn thường xuyên cho bà con nông dân. Thì ủy ban sẽ tích cực tuyên truyền vận động bà con đi theo hướng hữu cơ để nhằm làm sao đảm bảo được sức khỏe cho người dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giảm được chi phí đầu vào và tăng năng suất. Ngay từ đầu vụ đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp huyện Trà Cú tập trung phối hợp xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn phục vụ sản xuất, tăng cường quan trắc nguồn nước trên các kênh rạch chính tại vị trí các cống đầu mối và trong nội đồng, tiến hành đóng các cống đầu mối khi độ mặn từ 1/1000 trở lên, tranh thủ mở cửa cống lấy nước khi độ mặn giảm dưới 1/1000, đảm bảo mực nước ngọt trong nội đồng đạt cao trình tối thiểu 0,5m. Hiện nay công trình cống 3 tháng 2 hoàn thành và đưa vào vận hành đã tạo thuận lợi rất nhiều cho địa phương trong việc tăng áp lực lượng nước về cuối nguồn. Trà Cú là cái huyện dùng cuối nguồn của 3 tháng 2. Chính vậy vụ lúa đông xuân khi mà gần cuối vụ là thường là thiếu nước. Mà để đảm bảo cho bà con cái sản xuất có hiệu quả, năng suất cao, thì khi đó mình phải vận hành cái hệ thống 3 tháng 2, không những phục vụ cho Trà Cú mà còn Duyên Hải, Cầu Ngang nữa. Cái lịch vận hành nói chung là ban hành hàng tuần, đều gửi đến ủy ban dân các xã, thị trấn, rồi đồng thời là gửi trên trang Zalo để các địa phương nắm để mà chủ động thông báo đến bà con. Thì trong cái vấn đề mà điều tiết á, thì thường cái lịch thì mình đưa ra cái hướng, nhưng mà bên cạnh đó thì nó không cứng nhắc như vậy. Đôi lúc thì nó vẫn là nó có nhiều cái vấn đề mà nó đột xuất, thì thường là phải thông báo trên cái trang Zalo đó là trước một ngày hoặc là trước một con nước gì đó, để ủy ban người ta là chia sẻ thông báo trên cái truyền thanh á cho bà con nắm, để mà bà con tự chủ động để sản xuất. Thì nói chung được cái vấn đề đó thì phải nói cũng rất là phấn khởi. Trong vụ đông xuân 2022-2023, huyện Trà Cú xuống giống hơn 12.600 hecta. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện đã thu hoạch gần 6.500 hecta, năng suất ước đạt gần 6,3 tấn một hecta. Để giảm nhẹ thiên tai, tạo tiền đề cho một vụ sản xuất mới bội thu, huyện Trà Cú tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn mặn, tích cực lấy nước ngọt trữ trong nội đồng, đảm bảo tưới tiêu cho cây lúa nói riêng, cây màu nói chung, đảm bảo nước phục vụ sản xuất và dân sinh vào đầu mùa khô sắp đến. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch vào trung tuần tháng 4 này, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh sẽ di dời về Bệnh viện Đa khoa mới 700 giường để đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Vậy công tác di dời sẽ được Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thực hiện như thế nào để không làm ảnh hưởng đến công tác khám và điều trị bệnh? Tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh sẽ cho biết vấn đề này sau đây. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Theo kế hoạch trung tuần tháng 4 này, thì Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh sẽ di dời về bệnh viện mới 700 giường. Vậy thì xin bác sĩ cho biết cụ thể thời gian di dời cũng như là các phòng khoa thì sẽ được di dời như thế nào ạ? Chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để mà di dời tất cả các cái cơ sở hiện tại về bệnh viện 700 giường để mà phục vụ cho người bệnh. Thì kế hoạch thì chúng tôi đã xây dựng rất là chi tiết. Từ nay cho đến ngày 10 tây tháng 4 thì sẽ họp phân công ban chỉ đạo các khoa phòng. Đến giai đoạn từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 4 thì chúng tôi sẽ tiến hành di dời một số trang thiết bị, một số nội thất mà cần phải chuyển sang để cơ sở mới để tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân.
Đến giai đoạn từ ngày 17 đến ngày 23 thì chúng tôi sẽ tiến hành di dời toàn bộ bệnh nhân đang điều trị nội trú tại cơ sở cũ về cơ sở mới. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì các khoa điều trị nội trú có rất nhiều bệnh nhân đang được điều trị. Vậy thì bệnh viện có phương án di dời các khoa này như thế nào để không làm ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị bệnh ạ? Trước khi di dời số bệnh nhân từ cơ sở cũ sang cơ sở mới thì chúng tôi sẽ sàng lọc. Một số bệnh nhân mà đang điều trị mà tạm ổn thì chúng tôi sẽ chuyển về các cơ sở trung tâm y tế của tuyến huyện hoặc một số bệnh viện đóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để tiếp tục điều trị cho bà con. Và chúng tôi sẽ tạm ngưng mổ chương trình, tức là mổ kế hoạch cho một số bệnh mà khi tạm ngưng trong một thời gian 2-3 tuần thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người bệnh mà chỉ ưu tiên để mổ các cái bệnh cấp cứu mà thôi. Như vậy thì đến thời điểm mà chúng tôi di dời cái số lượng bệnh đang điều trị nội trú thì chúng tôi dự kiến là có cái lượng bệnh là khoảng từ 300-400 bệnh nhân mà phải di chuyển từ cơ sở mới. Thì cũng mong bà con là chia sẻ với chúng tôi và để giúp cho chúng tôi thực hiện được cái việc di dời nó được là tốt. Mặt khác thì trong cái thời gian di dời như vậy đó thì xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ cơ sở cũ sang cơ sở mới đi trên cái trục tuyến đường Điện Biên Phủ sang Nguyễn Đáng thì sẽ gây ồn ào, nó có tiếng còi hú, thì cũng mong bà con sống ở trên các tuyến đường này cũng biết trước và cũng là cùng chia sẻ với chúng tôi để tạo điều kiện cho chúng tôi là thực hiện tốt cái công tác di dời. Đến cái giai đoạn di dời bệnh nhân vào từ ngày 17 đến ngày 23 thì chúng tôi sẽ chia ra các cái khoa phòng nào ít bệnh mà bệnh không nặng thì chúng tôi sẽ di dời trước. Rồi đến cái số bệnh nặng mà bệnh cần phải thở máy thì chúng tôi sẽ di dời vào 3 ngày cuối cùng. Chúng tôi sẽ huy động hết tất cả các cái xe cứu thương cũng như là các cái lực lượng của nhân viên trong bệnh viện để làm thế nào đó để chúng ta đảm bảo di dời tất cả những bệnh nhân nhẹ cũng như bệnh nhân nặng sang cái cơ sở mới được an toàn. Nhân đây thì xin bác sĩ cũng cho biết là bệnh viện đa khoa mới 700 giường thì sẽ được trang bị như thế nào để đáp ứng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân. Với cái cơ sở mới của bệnh viện 700 giường thì nó rất là khang trang, sạch, rộng, thoáng mát. Về nội thất thì cũng được trang bị một số nội thất mới để phục vụ cho cái công tác làm việc của nhân viên. Đối với các trang thiết bị thì đã đầu tư được một số các cái trang thiết bị hiện đại mà trước đây không có. Chẳng hạn như là máy chụp MRI, máy điều trị ung thư, máy xạ trị gia tốc, một số máy phẫu thuật nội soi, rồi máy nội soi siêu âm thế hệ mới. Thì với tất cả những cái trang thiết bị được đầu tư như thế thì chúng tôi cũng đã đào tạo cái nguồn nhân lực để chuẩn bị trong thời gian từ 5 năm nay để làm thế nào khi triển khai cái sang cơ sở mới thì chúng tôi sẽ khai thác cách tốt nhất, hiệu quả nhất các cái trang thiết bị mà đã được đầu tư cho các cơ sở mới để đáp ứng được cái lòng mong đợi của người dân trong công tác khám và điều trị bệnh. Và nó thể hiện được cái sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp của trong tỉnh cũng như đây là cái tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào, đặc biệt là những người sống ở vùng sâu, vùng xa. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.